Hôm nay em sẽ dạy cho các anh chị về chiếc nồi áp suất điện Einstein Watt 10 trong 1. Đi kèm với nồi sẽ là một chiếc sừng hấp. Ở trên đây sẽ là van. Các anh chị lưu ý khi mà nấu thì chúng ta cần phải đóng chiếc van này lại như thế này. Để mở nồi, chúng ta sẽ xoay sang bên phải. Đây sẽ là mở nồi. Đây, đây là mở chiếc nồi bên trong. Với chiếc nồi này thì đặc biệt là chúng ta có thể nấu ở trong, nấu trực tiếp trên bếp từ. Các chị để mình đến nồi. Rồi đây. Ở dưới đây là bảng điều khiển của chiếc nồi Instant Pot 10 trong 1. Chúng ta sẽ có các chế độ như là nấu áp suất này, nấu cơm, hầm, nấu nấu áp chảo, nấu chậm, nấu sous vide, sữa chua và làm bánh. Đây, đầu tiên chúng ta có thể chọn là nấu áp suất. Đây là tùy chỉnh này, đây là súp. Chúng ta sẽ vặn để lựa chọn các chế độ phù hợp với nhu cầu của bản thân chúng ta. Nấu đây là nấu đậu này, các loại hạt đậu ấy. Đây là trứng, đây là sườn, đây là gia cầm. Đó, chúng ta có thể tùy chọn những cái món ăn mà chúng ta muốn nấu. Ví dụ đem nấu sườn đi, thì em sẽ chọn sườn. Em sẽ chọn thời gian em mong muốn, ví dụ như là 40 phút. Chọn nấu trong áp suất thấp hay là áp suất cao, thì em sẽ chọn áp suất cao. Sau đó sẽ ấn Start, thì nó sẽ bắt đầu nấu. Sau 40 phút thì là món ăn của mình đã hoàn thành. Món hủy thì sẽ ấn nút Cancel. Tương tự thì chúng ta có những chức năng như là nấu cơm. Sẽ có gạo trắng này, ngũ cốc này, hạt quinoa này, gạo lứt này, gạo risotto này, các loại hạt này và nấu cháo. Hầm cũng tương tự. Đặc biệt là nấu áp chảo thì mình có thể trực tiếp mở nồi và đảo ở bên trong. Rất là tiện. Tiếp theo là nấu chậm. Nấu chậm thì nó sẽ có những cái món ăn như là sườn này, da cầm này, ớt này, và các loại như thịt bò, thịt lợn. Đây sẽ là nấu sous vide, đây là nấu sữa chua. Nấu sữa chua thì mình có thể tùy chỉnh thời gian, ủ theo như mong muốn của mình. Và chọn nhiệt độ. Đó, và ấn bắt đầu. Thì nồi sẽ bắt đầu ủ sữa chua cho chúng ta. Và cuối cùng sẽ là chế độ bánh. Ở bánh sẽ có là bánh này, bánh ngọt này, bánh phô mai, bánh cheesecake này, pudding hoặc là puffing. Đó, chọn thì nó chỉ cần ấn ở đây, chọn thời gian mong muốn này. Và chọn ở áp suất thấp hay là áp suất cao. Bắt đầu. Start. Và muốn hủy thì chúng ta vẫn cứ ấn nút Cancel. Để vệ sinh nồi thì chúng ta sẽ lấy khoảng 1 lít nước vào trong nồi. Và sau đó sẽ cho một cái dung dịch vệ sinh khử cặn vào. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn chế độ nấu áp suất như bình thường. Sẽ nấu trong khoảng tầm 10 đến 15 phút. Sau 15 phút thì nồi sẽ được vệ sinh lần thứ nhất. Sau 15 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục đổ nước vừa vệ sinh đi và cho một lượng nước 1 lít vào nữa. Như lần này chúng ta sẽ cho nước đã qua lọc vào để nó có thể vệ sinh lại một lần nữa. Sau khi cho nước đã qua lọc vào thì chúng ta lại tiếp tục nấu thêm một lần nữa khoảng 15 phút. Sau 15 phút nồi được vệ sinh thì nồi sẽ được sạch hoàn toàn và các anh chị có thể sử dụng lại như bình thường. Và các anh chị lưu ý giúp em là khi mình rửa nồi thì mình hãy chú ý cái nút này vì nó rất là dễ rơi ra. Và một khi rơi ra thì rất là khó để tìm để thay thế.